Công ty cổ phần HQGano, tiền thân là doanh nghiệp chuyên nuôi trồng và sản xuất nấm linh chi và đông trùng hạ thảo hàng đầu tại Việt Nam. Từ đầu năm 2020, HQGano có bước chuyển mình mạnh mẽ sang lĩnh vực sản xuất và kinh doanh trang thiết bị y tế như gel rửa tay, áo choàng phòng dịch, khẩu trang y tế 4 lớp. Các sản phẩm phòng chống dịch đạt chuẩn của HQGano đã xuất khẩu thành công qua thị trường Mỹ với mục tiêu mang đến một giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, hiệu quả cho khách hàng Việt Nam và từng bước chinh phục thế giới. HQGano cam kết đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu đi Mỹ, châu Âu, Nhật, Hàn, các chứng nhận ISO 13485, FDA, CE công bố lưu hành do Bộ Y tế cấp phép. Găng tay không bột Latex HQ Gloves được sản xuất 100% từ cao su tự nhiên cùng với một hợp chất không độc tố đun ở nhiệt độ thích hợp tạo ra sản phẩm găng tay cao su an toàn cho da. Găng tay không bột Latex được sản xuất theo quy trình khép kín tại Malaysia và đóng gói trực tiếp tại Việt Nam với các bước nghiêm ngặt. Bước 1. Phân loại. Bao tay thô sẽ được phân loại chính xác theo kích thước, màu sắc, tay trái, tay phải để đảm bảo nhu cầu sử dụng. Bước 2. Kiểm tra chất lượng sản phẩm. Dùng phương pháp thổi hơi để kiểm tra chất lượng sản phẩm, loại bỏ hàng lỗi, thủng, rách, hư viền. Bước 3. Đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt chuẩn. Những hàng lỗi không đảm bảo chất lượng sẽ được đem đi tiêu hủy theo quy định. Bước 4. Kiểm đếm số lượng. Mỗi hộp sẽ được kiểm đếm đủ 50 găng tay, 25 thuận tay trái và 25 thuận tay phải. Bước 5. Đóng hộp giấy. Sau khi đủ số lượng, hộp giấy đựng găng tay sẽ được dán tem niêm phong hai đầu vỏ hộp. Bước 6. In đát trên hộp. Sản phẩm được đảm bảo in thông tin đát, số lô đầy đủ trên bao bì. Bước 7. Đóng thùng cạc tông. Sản phẩm sau khi hoàn thiện các bước kiểm tra và in ấn sẽ được đóng vào thùng cạc tông kỹ lưỡng. Bước 8. Thành phẩm. Đây là thành phẩm cuối cùng trước khi được đưa ra thị trường. Bước 9. Nhập kho lưu trữ. Thành phẩm sẽ được nhập kho lưu trữ để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Bước 10. Phân phối ra thị trường. Các sản phẩm găng tay không bột Latex sẽ được vận chuyển, phân phối trực tiếp đến tay người tiêu dùng, các nhà thuốc, phòng khám, thẩm mỹ viện, spa, nhà máy. Bên HQ nó có nhiều ưu điểm, khách hàng được chọn lựa cũng khen. Thứ nhất là so với sản phẩm khác thì mình dày hơn, mịn hơn, cái độ ôm sát nhiều hơn. Quý khách hàng có thể tìm mua sản phẩm tại website công ty, nhà thuốc và các gian hàng thương mại điện tử theo thông tin sau đây. Website www.hqgano.com, hotline 0929 222 555, email info@hqgano.com, số 626 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.